like và subscribe nha khán giả. Mình bỏ cả cuộc cái mạng sống của mình để cho quý khán giả được thử trải nghiệm. Và nó nói nè, nó sẽ nói mình là stop. Ok, để coi nó có quẹo không. Hôm nay Khang cho khán giả được cái cơ hội để tìm hiểu thêm về Auto Steering Level 2, ADAS Enhanced Auto Drive, Full Self Drive, nó có khác biệt gì không. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ bắt đầu cho quý khán giả tìm hiểu thêm về Level 2. Khang vẫn đang tìm một chiếc xe nào mà có thể cho mình chạy Full Self Auto Drive, Full Self Drive, Full Self Drive FSD đó. Video này đã được thâu trước khi mình thâu cái video về Full Self Driving. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục không có hiểu rằng cái Full Self Driving nó khác biệt với cái Enhanced Auto Driving ra sao. Cho nên hôm nay mình có cơ hội mình tìm hiểu thêm. Ok, và bây giờ mình đã bỏ location rồi nào, mình sẽ xuống cái Newport Beach Pier để cho khán giả xem coi nó có khác biệt giữa Level 2, Level 2.5 là cái Enhanced version và cái Full Self Auto Drive. Mà cái này Khang cũng không biết chắc chắn là Full Self Auto Drive không? Tại cái người mà bán xe man họ lại nói là nó vẫn thiếu một phần, nó không phải là fully updated. Chứ nói chung chính người bán xe cũng không có hiểu về cái công nghệ Full Self Drive này lắm nè. Và bây giờ mình thử đi ha. Let's go Johnny. Và bây giờ hôm nay mình cũng có Johnny nè. Johnny. Hello. Johnny sẽ support về quay phim. Auto drive. Bây giờ mình auto drive đi ha. Auto can be available. Maybe chạy chưa đủ nhanh. Stop for traffic. Ok, và bây giờ nó đang auto drive nè. Mình cũng cẩn thận một chút nè. Ok, hơi mạnh quá. Auto drive này hơi mạnh quá. Wow, very good. Yeah, so far nó không có tự lái được. Cái này Khang nghĩ là nó nói mình là Full Self Drive nhưng mà Khang nghĩ nó không phải là Full Self Drive. Cái khổ á, cho khán giả biết á, là thường thường mấy cái chỗ mà dealer á, họ tìm cách kéo người tới để thử lái xe. Cho nên có nhiều lần họ nói ồ cái này cái kia, giống như mà kỳ vừa rồi đó, mình đi tới thì họ nói có Full Self Drive nhưng mà cuối cùng họ nói không có Full Self Drive, chỉ có Enhanced Auto Drive thôi. Ok, và bây giờ mình cũng chưa có dám đổi qua cái Full Self Drive đâu ha. Tại vì nếu mà Full Self Drive thì nó sẽ tự lâu lâu mình sẽ bỏ tay đây nè khán giả để mình tại vì theo nó sẽ bắt mình phải rờ cái tay lái. Thì theo Khang biết cái Full Self Drive thì nó sẽ tự lái cho mình từ location A tới location B. Nhanh quá vậy. 65 hả? Rồi đó. Mình cũng còn xạo quá. Tại mấy ông này không có biết nói thiệt cho mình đâu. Mình lại thương là Full Self Drive và cuối cùng phải Full Self Drive. Ok. Cái này nó đổi, nó khác ha. Nó có một cái đường line á Johnny. Cái kia thì nó có hai là nó giữ mình cái lane chính giữa. Có thể là Full Self Drive được không? Muốn đổi thì mình signal thì nó sẽ nó tự đổi không? Ok, nó sẽ tự đổi luôn Johnny. Ok. Signal nó tự đổi. Ok. Nhưng mà bây giờ để mình coi thử nó sẽ exit đường 22 Second Street Victoria. Nó có tự nhắc mình không? Exit đây, oh, nó exit nè Johnny. Ok, ok, nó tự exit nè. Oh, I see Johnny. Nó tự với Johnny. Ok. Chắc cái khán giả nào coi này thì chắc nói ồ, chắc thường thường mình, những người mà nói trên này là phải pro đúng không? Thì dĩ nhiên này là lần đầu tiên Khang đang lái cái Full Self Drive. Tại sao nó ngừng vậy? It's still driving. Tại vì nó có cái đường màu xanh Blue Land, Stop for Traffic nó sẽ nhắc. Thì cái màn ảnh này nó sẽ khác biệt với cái xe của Khang đang. Xe Model Y của Khang là chỉ là Level 2 thôi. Cái này thì nó nói là Full Self Drive. Xe Khang đó, ví dụ như mà mình không có chiếc xe nào ở trước đó,
thì nó sẽ không có để ý là đèn xanh hay đèn đỏ, nó sẽ chạy luôn. Nhưng mà xe này để mình coi thử nó có, tại so far can thấy cái message nó đề là đèn đỏ, nó nhắc cho mình thì để mình coi. Và cái quẹo cái tiếp nữa đang là Bay Street để coi nó sẽ quẹo trái cho mình không. Lâu lâu nó nhắc mình phải cầm tay lái nè. Ok, nó không quẹo đây. Ok, mình cũng phải cẩn thận nè khán giả, tại vì cái này không phải là xe của mình cho nên mình cũng không dám bỏ tay ra hết. Nó sẽ không chạy vô freeway này. Ok, so far so good. Cho đi rung không cho đi? No, I think this one actually rung đá vô quần không? Ok. Mình cũng phải cẩn thận nè khán giả, cái này mình cái chân can đây nè. Khán giả là chân can Khang có giảm ga đi, giảm accelerator, lâu lâu Khang phải đổi cái tay lái. Ok. Hình như cái này á nó có quẹo không? Đây. Tăng điểm nó phải quẹo đây mà nó không quẹo. Không, nó không quẹo. Không quẹo hả? Nó không quẹo, hay là đường này cũng quẹo được. Để mình thử coi. Nó chỉ nhắc mình là stop, nó ngừng thôi. Nhưng mà nó phải quẹo đây thì nó lại không quẹo. Đường này không quẹo. Để coi. Hay là chỉ lên freeway thôi. Ồ, nó đèn xanh nó đi. Ồ, nó không quẹo. Để coi nó đi đâu. Coi đi đâu. Ồ, nó bị lộn quá. Ồ, nguy hiểm quá. Ồ, nếu mà mình để cho nó chạy thẳng đi ha. Ồ, ok, cho mình bỏ lại, mình bỏ lại. Ok, cái đường kế tiếp đi nè. Nguy hiểm quá. Để coi nó đi đâu, maybe nó đợi. Johnny có life insurance không? Tưởng Khang mua cho Johnny rồi mà. Dạ, Tesla có. Nếu mà full self drive thì theo Khang biết là nó sẽ tự lái cho mình. Mình chỉ cần đụng tay lái, bằng tay lái lúc cỡ mười mấy giây, mình lâu lâu mình phải đụng lại thôi. Khán giả nào ủng hộ những cái video của mình thì nhớ comment và like và subscribe nha khán giả. Mình bỏ cả cuộc cái mạng sống của mình để cho cái khán giả được thử trải nghiệm. Và nó nói nè, nó sẽ nói mình là stop. Ok, để coi nó có quẹo không. Ồ, mình phải bị quẹo, ok. Oh no, nó không quẹo cho anh này. Nó không quẹo. Có thể là cái này chưa có phải là full self drive. Ồ, nó chỉ chạy thôi. Vậy là nó không quẹo rồi cho anh này. Cái hồi nãy cái freeway thì nó tự chạy cho mình. Nó tự exit cho mình luôn. Nhưng mà Khang nghĩ trong local có thể cái nghĩa là cái này nếu một lần nữa là người nào mà có full self drive mà muốn nhắc nhở cái này nó ngừng cho mình. Ok, stop. Very good. Level 2 nó không có cái này nè. Và mình muốn đi, mình muốn chạy mình phải giảm ga. Ok, nó không có tự chạy cho mình. Ai mà có full self drive năng có liên lạc với show và mình sẽ có cơ hội, mình sẽ nhờ người đó cho mình chạy chiếc full self drive của họ. Chiếc xe Range Rover kế bên mình. Ok, nó sẽ tới nếu mà level 2 của Khang á, theo Khang biết là nó không ngừng đâu, nó sẽ không biết. Nhưng mà ở đây nó sẽ ngừng. Và mình muốn đi thì mình phải giảm ga thì nó mới đi, để mình nhắc nhở nó đi. I see. Nếu mà mình không giảm ga nó sẽ không đi. I see. Ok, vậy mình học hỏi nè. Vì chắc chắn là nó đã khác biệt dưới cái Enhanced Auto Drive hồi bữa mình cái video rồi mình test. Một lần nữa cảm ơn khán giả đã trở lại cho chương trình Passport 2 thành công và đã xem những cái video này nè. Và trong cái episode này thì nói chung là mình muốn tìm hiểu thêm về cái Full Self Driving hay là Level 3 đó, nó khác biệt với ADAS hay là Level 2 ra sao. Nhưng mà trong cái con đường mình tìm hiểu thì mình lại biết đến về cái Enhanced Auto Driving. Và nó cũng là một cái package của trên Tesla.com. Thì một cái package là 6.000 đồng Enhanced Auto Driving và một cái package Full Self Driving là 15.000 đồng. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ nói chuyện về mình nên mua, sử dụng cái công nghệ gì, hay là mình nên chờ khi mà công nghệ nó được hoàn hảo hơn. Ok, khán giả cảm ơn đã trở lại cho chương trình Passport to Thành Công. Và sau khi khán giả đã xem những cái video mà về đầu tiên là Free Auto Drive, đúng không? Hay là Level 2, hay là bên thế giới VinFast gọi là ADAS. Và sau đó mình đã thử trải nghiệm Level gọi là 2.5, coi như là nó không có phải là full, nó hơn một chút cho Level 2, nó gọi là bên Tesla gọi là Enhanced Auto Drive. Và bây giờ mình mới hiểu là Enhanced Auto Drive là gì, đúng không?
Enhanced Auto Drive là nó có thể tự động nó đổi lane cho mình, nó tự động exit freeway cho mình. Nhưng mà không, nó hơn cái level 2 một chút. Và sau đó cuối cùng cũng một lần nữa cảm ơn người bạn của Khang, anh Lauren Nguyễn, đã cho mình cái cơ hội để tìm hiểu thêm về cái mà full self driving. Nói chung nó là gọi là level 3 đó nè. Nó không phải là level 5 đâu nè. Level 5 là robo taxi, là tự lái. Cái này là level 3, là tại vì mình vẫn còn cái sự điều khiển của tài xế lái trong xe. Chắc nhiều khán giả cũng đang coi đến khúc này thì cũng sẽ muốn tìm hiểu thêm là theo Khang, kinh nghiệm của Khang, theo ý kiến của Khang thì Khang có mua, có order Enhanced Auto Drive là 2.5 đó, Khang theo Khang nghĩ 2.5, hoặc Khang có order cái Full Self Drive không? Enhanced Auto Drive hiện bây giờ trên Tesla.com nó là 6.000 đồng, nó có thể đậu xe cho mình Auto Park, nó có thể gọi là Smart Summon để mình kèm chiếc xe trở lại cho mình nếu mình không cần phải ngồi trong chiếc xe đó. Hay là Khang có thể trả 15.000 đồng để order cái Full Self Drive. Còn nếu mà Khang không muốn trả 15.000 đồng thì Khang có thể trả được là 200 đồng subscription. Theo Khang biết thì một lần nữa, người nào mà xem video này nếu mà biết cái gì hơn thì bỏ comment cho mọi người để tìm hiểu. Coi như là nói chung mình tìm cách mình học hiểu về xe điện chung với nhau. Theo ý của nghĩ của Khang thì sau khi Khang đã trải nghiệm cái full self driving cùng với người bạn của Khang, anh Lauren Nguyễn, Khang thấy cái công nghệ nó vẫn còn chưa gọi là smooth level 2 đó, thì nó là miễn phí, cho nên dĩ nhiên mình đã có rồi thì mình không có cần là order hay là trả thêm tiền gì hết. Cái Enhanced Auto Drive là cái 6.000 đồng package, thì đeo theo Khang thì nó đổi lên tự động cho mình và nó có thể exit freeway cho mình, nhưng mà mình vẫn phải cần điều khiển sau khi mình ra freeway. Và theo Khang trải nghiệm thì nó vẫn còn chưa có smooth. Còn nói về full self drive thì sau khi mình được trải nghiệm, Khang thấy nó cũng là nó chưa có hoàn hảo. Và theo Khang biết được, khi mà mình mua cái full self drive nó sẽ install vào chiếc xe, cái program, cái phần mềm nó chỉ vào chiếc xe Tesla mình đang có, mình không có thể được thay đổi. Ví dụ như khi sau khi mình mua chiếc xe Tesla mới thì mình có thể mình move transfer qua không được, nó sẽ không cho mình. Cho nên nếu mà nói vậy thì công nghệ chưa có hoàn hảo và nó không được đổi transfer từ xe này qua xe kia, thì Khang không sẽ chưa có bỏ 10, không có dám bỏ 15.000 đồng. Thì Khang cũng hiểu như là người bạn Khang đã bỏ để mua từ đầu thì dĩ nhiên cái giá nó rẻ hơn. Thì dĩ nhiên có nhiều người sẽ, nếu mà mua từ đầu họ đã có sẵn rồi, họ mua là tại vì họ mua một cái technology, một cái công nghệ mà trong tương lai nó sẽ là một cái phần lớn trong về những chiếc xe mà tự lái. Nhưng mà vì vấn đề mình không có thể transfer được qua chiếc xe khác thì mình không có biết là chừng nào cái full self drive nó sẽ là chính thức được sử dụng. Tại hiện giờ khán giả cũng biết, cũng kèm video, thì nó là beta version thôi. Nó là một cái version nó đang test, nó đang tìm những cái theo information để nó improve. Còn nói chung thì ví dụ như là đậu xe auto park đó, những cái công nghệ đó nó Khang thấy nó hay, nó vui, nhưng mà nó vẫn còn hơi yếu, mình chưa có dám. Khang thì lúc nào mình nghĩ, hay là cũng nhiều người chắc khi mà mình nghĩ mình order 15.000 đồng full self drive là mình chỉ ngồi lại và mình chỉ thoải mái thôi, đúng không? Là mình không cần lo gì hết, nhưng mà khi mà mình thử những cái này mình vẫn còn rất là lo. Cho nên nói chung hay nhất là vẫn tiếp tục mình dùng cái free auto drive. Đó là một chút ý kiến và kinh nghiệm về lái thử những cái auto drive level của hãng xe Tesla, VinFast. Có ngày có thể có cái full self drive không? Thì cái đó là mình sẽ ráng chờ để coi. Nhưng mà hiện giờ Tesla thì nói chung là hãng xe mà đầu tiên mà đang head charge, là đứng hàng đầu về cái technology, công nghệ full self drive. Và mình đã thử qua thì mình thấy cũng chưa có hoàn hảo, chưa có dám bỏ cả mạng sống mình ngồi để cho nó tự lái được đâu.
cũng các ngày sẽ có, nhưng mà hiện giờ là chưa. Thì một lần nữa cảm ơn khán giả đã trở lại chương trình Passport to Thành Công, và khán giả hopefully Khang đã đem cho khán giả được trải nghiệm, tìm hiểu, học hỏi giống như Khang thêm về những cái auto drive, free auto drive, enhanced auto drive and full self driving. Và xin khán giả tiếp tục hãy support channel và trở lại cho những video kỳ tới. Alright, bye bye.